đấu. Em cái này là bún nè, một hai thứ không hành hả? Con ừ, không được. Rồi đợi chị chút nha, mấy đứa nhỏ nó bún nữa chị. Không ngon vài thứ đúng không? Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì buổi trưa hôm nay thì Kiên đang ở Nha Trang đây quý vị. Hôm nay thì Kiên sẽ đưa quý vị đi thưởng thức một cái món ăn rất là quen thuộc của người dân Nha Trang. Cái quán bánh canh này có tên là bánh canh cứu đói. Ở đây thì Kiên đang ngồi ngay với lại chú chủ quán đây. Thì giờ chú bắt đầu mới đang dọn hàng ra nha quý vị. Mới đang dọn ra, cô thì bắt đầu đang chuẩn bị ra. Mình ngồi đây thì mình nghe chú chia sẻ một chút xíu về cái quán của mình. Chú ơi, không biết là sao cái quán mình lại có tên là bánh canh chú đói hả chú? Hồi xưa là chú bán ở đây thì chú chỉ bán có 500 thôi. Lúc đầu ra bán 300, tuần sau là bán 500. Sau rồi nó tới đông quá. Nó nói lên 500 cho nó gọn. Đó. Có nghĩa là ngày xưa là chú chỉ bán có 300 đồng một tô. Nói chung là nói tóm là 500 đi. 500 đồng một tô. 500. Là học sinh nó thấy gì nó kêu bánh canh cứu đói đặt tên. Có đứa là nó gọi là bánh canh tuổi thơ. Bây giờ lớn rồi là có vợ cái nên là làm chức bà ngoại bà nội rồi. Nó gọi là bánh canh tuổi thơ. Vậy là quán mình là bán được bao nhiêu năm? 30 năm này là 32 năm á. 32 năm rồi. Vậy là có bạn học sinh nhỏ nhỏ giờ là gọi là ăn từ lúc mà bé xíu giờ nên là lấy vợ lấy chồng có con nữa. Đúng rồi. Vậy là đây mình bán từ mấy giờ chứ nhỉ? Khoảng tầm giờ này 12 giờ. 12 giờ. Khoảng 4 giờ 4 rưỡi. Rồi thì giờ chú sẽ đi dọn hàng nhé. Cảm ơn chú rất là nhiều. Đây này. Đây cô chú bắt đầu giờ mới dọn hàng nha quý vị. Đấy. Chưa dọn hàng là thấy kia đã thấy là có khách đến ngồi đợi rồi này quý vị. Đây. Địa chỉ ở đây thì là số 42 đường Ngô Đức Kế, thành phố Nha Trang nha quý vị. Một trong những địa chỉ ăn, địa điểm ăn bánh canh. Món này thì cũng không phải là món đặc sản của Nha Trang, nó là một trong những món rất là bình dân thôi, rất là giản dị ở Nha Trang thôi. Và nó rất là quen thuộc đối với người dân Nha Trang. Nhắc đến bánh canh cứu đói thì chắc lẽ là đã là người Nha Trang thì ai cũng biết đến địa điểm này. Còn nếu mà mình đi du lịch ở các nơi đến đây thì mình cũng nên thử một lần xem là cái món này nó hấp dẫn làm sao và tại sao lại có tên là bánh canh cứu đói. Cũng như là chỉ có 5.000 đồng một tô thì nó sẽ có gì là nó đặc biệt hay không, hoặc là nó ngon hay không nha quý vị. Rồi giờ Kiên sẽ đi vô đó xem cô chú dọn và quay chia sẻ với quý vị một số hình ảnh cô chú dọn hàng nhé. Đây. Mới cô chú mới bắt đầu dọn mà bắt đầu là có các anh chị khách đến ngồi đợi rồi này. Đây cái cô mới vừa ra này quý vị. Đó. Cái nồi bánh canh của cô này. Con chào cô. Nắng quá phải không cô? Nắng ghê luôn á. Nóng dễ sợ luôn. Dạ. Nóng mà ngồi ngồi thở luôn á. Nóng thở oxy luôn. Đấy, cô đang chuẩn bị dọn hàng để bán. Dạ. Mưa thì mưa to, nắng thì nắng bể đầu. Đây, bên đó là cái thùng bánh canh. Này, cô chú đang sắp bàn ghế này. Ở đây những cái bàn của chú chắc là tự đóng. Chú tự đóng. Đang đồ cổ mà cô ha. Mấy chục năm không à. Đấy. Mình đi cái giờ này là đúng giờ cô chú đang dọn hàng luôn. Nên là mình xem cô chú dọn hàng. Đấy là sa tế. Sa tế chả cá. Này cái nồi bánh canh quý vị thấy là nhìn là thấy là hấp dẫn ha. Bên trên là chả cá. Ngồi vào đây, anh ngồi đây.
cô đang dọn hàng, cứ từ từ rồi sẽ được ăn. Đấy, rất là đồng canh chị cũng đến sớm như mình đấy. Ở đây ở trên là cô chú có cái bạt che, mà cái bạt này che thì nó cũng vẫn nóng. Ở đây là những cái chén này, bát này cô có hành, hành lá với lại rau. Cứ 12 giờ là bắt đầu bán rồi cô nhỉ? 12 giờ đúng là có. 12 giờ kém chút là có. Chờ chút nha. Đây là chả cá cô ha? Chả cá. Chả cá này. Vừa muốn mà để trong bông ra. Con thôi để đi rồi. Cái nồi bên này là nồi gì cô? Bột lọc. À bột lọc, nồi bên này là bột lọc. Còn nồi bên này là nồi bánh canh. Đấy. À bên này canh bún hả cô? Chứ không phải bánh canh đúng không? Bánh canh bún á, bánh canh đó. Bánh canh canh bún. Canh mà bánh canh bún. À bánh canh bún. À bánh canh bún. Còn bên này là bột lọc. Đấy. Ngày bắt đầu giờ là cô bán này. 2-4 cá nồi. 2-4 cá nồi. Cứ một tô như vậy là 5.000 hả cô? 7.000, nay lên 7.000 rồi. 7.000. Dạ, đồ mắc này là mắc quá, mắc. Lên 7.000 là từ khi nào cô nhỉ? Từ cái mùa dịch á. À xong cái mùa dịch xong dịch là lên 7.000. Dạ. Mà thực sự nói giờ 7.000 cũng quá rẻ luôn. Giá leo quá mà. Dạ. Mà giá leo quá. Cô nghĩ dịch ra là lên 7.000 luôn á. Con nghĩ là cô phải lên 10-15.000 chứ lên có 7.000. Mũi giá lắm cơ mà. À. Muốn bắt không, lên không dám lên đúng không con? Thôi. Con 2 bị nha. Con tô bánh canh không? 7.000 là bánh canh và bột lọc luôn đúng không con? Cái nào cũng 7.000. À cái nào cũng 7.000 hết. Nên mà cũng mất. Tôi tàn tàu à. Cái này bán như kiểu là ngày xưa mới có giá 7.000. Xưa có 500, giờ lên đến 7.000 là hết. Cô lên đến 7.000. Đây này chú đang chuẩn bị ớt này. Này giờ chú cho nước mắm vào. Ăn này phải cay cay mới ngon chú ha. Đúng rồi, ở đây là số ăn cay. Là số ăn cay không? Ở đây là cô chú phải nấu từ nhà đem ra đúng không? Làm hồi 4 giờ tới giờ. 4 giờ sáng tới giờ? Dạ. Vậy là bánh canh đó, nhà mình tự làm luôn hả? Mà bún thì mình mua. Bún mình mua. Bột lọc thì mình cũng mua, hồi xưa làm, bây giờ mình mua luôn, làm nổi nữa. Dạ. Là vất vả thôi ha. Thì mình bán vậy là khoảng mấy giờ là hết chú? Khoảng tầm 4 giờ, 4 rưỡi có khi chậm là 5 giờ. 4 giờ, 4 rưỡi, 5 giờ là hết. Đúng không? Bữa nào nhanh là 4 giờ. Dạ. Yeah. Chú con là tha thứ luôn. Có mắm mặn chú cho mắm mắm. À, có đây từ từ. À, còn gì? Đó, tha thứ luôn. Bị nào cũng hai thứ. Bị 20. Đây yeah. Quý vị thấy là các anh chị đang ngồi ăn rất là ngon luôn này ha. Như kiểu đi ăn tiệc đám dỗ vậy. Như kiểu đi ăn đám dỗ miền Tây vậy. Một bàn dài.
này vui lắm. Vui quá ha. Vui lắm. Quán này vui quá. Mà nó bán không kịp luôn. Dạ. Mà giờ có thấy là chắc ở Việt Nam còn mỗi quán cô bán 7.000 quá. Có chứ. Nhiều quán lắm chứ. Nhiều lắm hả? Nhiều quán lắm. À. Giờ nó mở nhiều lắm. Giờ mở nhiều lắm hả? À. Hai thứ một. Hai thứ con. Ngày xưa cái cơ duyên nào mà cô mở này bán được không? Cô nghỉ làm nhà nước rồi cô ra cô bán. À. Rồi cô mới ra bán, cô vừa cô đâu buôn bán. À. Ra cô bán cô mất cửa lắm. Dạ. Cái cô mát của cô ra ngồi bên. À. Đó, xong đó cái bắt đầu cô bán thử thôi. À. Mượn cái son nhà người ta ra làm nhiêu đây. Dạ. Rồi từ từ cứ mua nhiêu đây, nhiêu đây. À. Từ mua lớn lên. Rồi xong. Rồi suy nghĩ ra làm bán thôi. Dạ. Thế là ngày xưa cũng bán ở địa điểm này luôn hả cô? Cô ngồi tại đây luôn. À, tại đây luôn. Cô ra con tô nữa để phụ cái tô. Cô có tính là cái mặt bằng bán không hay là vẫn bán ở đây thôi? Cô bán ở đây à? À, bán đây. Xong này cô cũng muốn mặt bằng bán, tại dạ. Giờ đang dẹp quen như vậy. À. Cô sợ. Dạ. Đây, hai lấy tô dưới giùm con đi. Một người mà ăn nhiều nhất ở đây là được mấy tô cô? Hồi giờ cô bán 30 mấy năm, một người ăn nhiều nhất 17 tô. Nhiều nhất là 17 tô? 17 tô. Rồi ôi. Chứ bây giờ ăn tối đâu. À. Giờ ai ăn cỡ đó. Ngày xưa đói á. Đúng rồi. Ngày xưa đói. À, đói là ăn 17 tô. Ừ. Ăn dễ sợ luôn. Nó ăn, phải nói là nó ăn tự nhiên. Ăn tự nhiên 17 tô. Ăn tự nhiên. Rồi ôi. Đây. Một tô với đặng nó xanh dính luôn. Mầm nó cái thường cái tô là nó xanh nó vô là đủ á. Rồi nhìn các anh chị ăn mà thấy vui không thế? Rất là vui luôn á. Ngồi ăn như một gia đình vậy á. Cái này là ngồi ăn như một gia đình quá ha. Đây là ra cô bán ra sớm để khách ăn trưa. Dạ. Cô làm đâu kịp. À. Đúng rồi, cô bán cái giờ mà 12 giờ thì nó cũng hơi quá giờ trưa rồi. Cô bán sớm hơn xíu đi. Bán sớm. Cô bán hơi trễ hơn, chứ dạ. Không bán sớm gì đâu. À. Bây giờ ăn trưa nhiều quá, cô bán sớm luôn. Dạ. Cô bán sẽ phải khoảng tầm 10 rưỡi rồi được. Trời ơi, cô làm chưa kịp. À, mẹ cô làm mà. Lấy con hai gì đây? Đồ chả là làm, nên là cô làm không kịp, nên là ra trễ luôn. Hai bị bốn cái lại luôn, một bật trẻ con. Rồi, chờ cô một chút. Cô bốn trẻ kìa. Cô bốn. Đây, đại chúng nha. Hai bị bốn, một bị trẻ nồi, mắm ớt không? Dạ, mắm ớt, bị ớt gì. Cái này là nhà mình gần đây không cô? Nhà cô ở trong trong này là nấu là đưa ra đây ha? Nấu rồi cái nửa đường mà nhà cô trong hẻm. À trong hẻm. Nếu ở ngoài thì thôi chứ bán ở nhà cũng không. Dạ. Đây hai cô chú bán có chị phụ thêm ha. Này hơi làm giờ như nhà của cô chứ mà yeah. Làm gì nấu dễ hơn. Dạ. Này con gái cô hả? Con gái. À, một bự ớt không hả? Dạ ớt mắm không? Có. Mắm không? Có một lọc luôn. Còn một con thì nó còn. Mới luôn, con mới luôn. Dạ. Ở trong này thì có mỗi chả thôi cô ha. Chả. À. Nấu nước cho nước cho à, nấu nước xương cá. Nước lèo là được nấu bằng xương cá nha quý vị. Nên là nó sẽ rất là ngọt nước. Cho thêm tàu nó đi cô. Đây một lọc. Ở đây khách nước ngoài đến đây ăn nhiều không cô? Cái tô ăn thường nãy mà đưa nè. Dạ. À. Còn tốt rồi. Có nữa. Dạ. Ít lắm. Dạ dịch là không đỡ. Này nước mắm không hả? Có gì nữa? Cái nồi dưới đi. Tôi bún nè.
Cô bán món này là có cái kỷ niệm nào vui không cô? Mà khách đến ăn buồn lẫn lộn. Tôi buồn lẫn lộn có hết à? Nhiều khi vui ghê lắm, nhiều khi bực mình nhăn mà tối luôn. À, đông quá làm kịp bực mình. Đông quá, nhiều khi tối quá ha. Dạ. Bỏ cho con 200 chanh. Thôi buôn bán mà. Con bán phải chịu. Lúc này lúc kia à. Dạ. Đây. Nhiều khi vui vui ghê lắm. À, nhiều khi buồn lắm. Ăn gì? Ăn bún. Mà con đi ra đây đỡ, nhưng mà ra Hà Nội là bồn nó chửi luôn đó. Đi mấy quán chửi á, bồn là la luôn. Đây, muốn là miền Trung mình là gọi là ớt nữa nè. Thấy tươi cười không? Nhiều khi cũng buôn bán, mà đôi lúc cũng bực mình chứ. Dạ. Nhiều khi mình cũng bực mình, nhưng khi khách cũng làm cho mình bực mình. Dạ. Mà cứ khách ăn ngon là được cô ha. Ăn ngon mà. Có nhiều khách dễ thương. Dạ. Mà có nhiều khách cũng dễ ghét. Ai cũng vậy hết á. Mọi người bây giờ nó nói cô cũng vậy nữa. À. Mà người thì nói cái bà này sao có vui vẻ dễ thương cũng như người đó. Sao cái bà này nó khó chịu mà cũng dễ ghét. Nó thời tiết đang còn nhiều mùa không gì mình con người lúc này lúc kia. Cô lấy cho con hai tô nhá, một tô bánh bột lọc với một tô canh bánh canh nhá. Dạ. Ăn hả? Bây giờ ăn ở đây luôn. Bây giờ múc lên. Dạ múc luôn con. Ờ, chờ con một chút nha. Ăn cho nó nóng. Hai đều bún bánh bớt luôn. Rồi, chờ chút nha. Bây giờ con ăn bún trước thôi. Dạ, con ăn bún trước đi. Ông có múc luôn cho con để con review luôn. Review luôn. À, con review hai cái. Không, con ăn nhiều chắc cũng được 4 tô thôi, không ăn nhiều đâu. Lấy tô vô kìa. Dạ. Cái tô này giống kiểu tô ngày xưa cô hả? Xưa. À, tô ngày xưa. Con hai bị bún, mắm mốt đầy đủ. Đây, kiên gọi hai tô, một tô là bánh canh, một tô là bánh bột lọc. Rồi, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé. Hai chầu con. Cái này là ớt là mình cho trực tiếp vào đây là cô? Rồi, con muốn ăn cái gì bỏ này, mắm ngọt này, mắm mặn này, ớt coi. À, có ba loại này. Có ba loại này, mình ăn bao nhiêu thì bỏ này. Cái này mắm ngọt này. Hai bún rồi. Bỏ trực tiếp vào đây cô. À. Đấy, con hẻ con ăn thích ăn rồi dạ. Bỏ vô. Dạ. Đấy, mình ăn bỏ mấy thứ mà ít. Mà đừng có mặn quá là được. Này là sao? Cái này là ớt xay. Con bốn con kìa. Con tính xếp ăn cho phi nó vô con. Rồi, mời quý vị nha. 38 ngàn. Ăn nóng như này quý vị. Cái nước lèo này cô nấu bằng hầm bằng xương cá này nên là mình sẽ thử nhé, thử xem như thế nào. Còn hai tô nhiêu cô? Hai tô 14 ngàn em chẳng ngoài thì nước lèo có vị ngọt thanh, hơi đậm đậm, hơi gọi là 14-16. Bên này mình thử cái nước lèo bên này. Cái nước lèo đây là bột lọc này. Bột lọc thì nó nước nó sệt sệt. Sệt sệt, nó trong trong sệt nó quý. Cho có thêm một sải quét vậy mới hè hả cháu? Cũng có hả? Cái nước bên này là nó trong luôn nè. Mấy cái mũ này. Trong này. Cho một chút xíu cái... cái mỡ cá, bán mỡ cá. Một tô là 7 ngàn nhá. Rồi, kính mời quý vị nhá. Mình ăn đi cho nó nóng. Đây sợi bánh canh, sợi bún này nè. Cái này cô bảo là sợi bún. Cái sợi nó to mà nó mập không? Mập bú mà. Cái bún là to nhất.
Dạ, cái này là bánh canh bún. Dạ. Đây. Đây là bánh canh bún, cô bảo là bánh canh bún là sợi to nhất, sau là bún bò. Một con bún nữa hả? Không, bún là mua đâu. Chưa nay chưa được. Mẹ dạ. Mẹ không có hả? Mẹ muốn em. Em. Cái chả nó thơm mà nó dai á. Chả cá thơm mà nó dai ngon lắm. Mình ăn mà mình đắt thêm miếng chanh nữa cho nó tăng chua chua xíu dễ ăn quý vị. Đâu ngồi đâu ngồi đâu. Đây, ở Sài Gòn mà có một cái quán 7.000 như này thì cũng đỡ lắm này. Ở Sài Gòn thì cứ nhớ là có quán cháo huyết 5.000 bán vào buổi sáng ở đường ở quận 4. Cái này mà quý vị bắt thêm miếng chanh ăn là cực kỳ là dễ ăn luôn, cực kỳ ngon. Cô cho con 2 chén chả. Chả nồi hả? Luôn để nồi luôn hả? Đặc biệt chả cá giòn nó thơm, nó dai, chả cá nó dai. Em biết cái hành không em? Em biết ăn hành đâu? Này bảo đảm nha, không hành the, không phụ da, không gì hết. Chả này là bảo đảm không hành the ha. Dở là dở, ngon là ngon. À. Cô bảo là chả bảo đảm là chả không hành the, không phụ gia gì hết. Ba mẹ năm rồi. Ủa còn 33 năm hả? Rồi, còn 33 năm giờ còn cái gì vậy? Hai giờ mấy? Giờ có bán, giờ này mới có được. Hai giờ kém, mà tới Tết xếp hàng mới bỏ gì. Đây, cái này một tô nè. Chuyển sang tô thứ hai. Bánh bột lọc. Đây cái bánh bột lọc này nó trong trong rồi quý vị. Đấy, nó trong trong. Dịch ra là lên ngàn biết bao nhiêu. Tháng 11 biết giờ hàng nó lên quá chịu. Chị ở đâu đến đây ăn gì nhỉ? Ở Sài Gòn. À Sài Gòn á. À. Với em muốn ở Sài Gòn. Có không? Có. Hai chị em mình ở Sài Gòn. Sài Gòn cho đây ăn. Em là YouTuber. YouTuber. YouTuber Sài Gòn Travel. Ôi, Sài Gòn Travel. Ra đây ra đây phải là thưởng thức bánh canh chống đói. À, nếu mà chưa ăn bánh canh chống đói là chưa về. Bánh canh một lọc đấy. Rất là ngon. Vừa rẻ vừa ngon. Chả cá thì cô đảm bảo là không hành the. Đấy. Chả sạch, không phụ da luôn. Chả cá nguyên chất. Chưa. Thôi bây giờ mình tắt mình ăn nha. Ờ có. Đưa tố cho một chút đi nha. Cái món bột lọc này, bánh canh, món bánh canh bột lọc, ăn nó dính dính à, ăn nó là lạ miệng quý vị, mà rất là ngon. 304. Mình bỏ chút xíu tiêu, ớt, cay cay chứ mới ngon. Có xíu ớt cay cay mới ngon. Hồi nãy giờ mình chưa. Cô không ăn nước vui. Kêu con múc 2-3 tô để sẵn đi. Ở đây là cô bảo là người ăn giỏi nhất là mười mấy tô mà. 15 tô mà. 17 tô. 17 tô. Mà giỏi nhất kỷ lục 17 tô. Trước chứ bây giờ ai ăn cỡ đó. Dạ. Giờ nó có đó. Hay là con phá kỷ lục đó xong rồi con chắc là đi. Chắc là đi ra viện luôn. Giờ mai ăn. No quá. View cao luôn mà đi viện luôn. Cô ra là ai ăn 20 tô được gì cô thưởng rồi con ăn. Ai mà phá được kỷ lục đó là khỏi tính tiền cô nhỉ? Đúng rồi. À, có bảo ai phá được kỷ lục ăn mình hết 17 tô là mình ăn 18 tô là không tính tiền. Không, ở Sài Gòn có một cái bạn ăn giỏi lắm cô. Bán phải ra đây bán phải ăn cái nồi này là bán ăn được cả chắc phải 20 tô. Trước dịch đó. À, trước dịch ăn 10 tô.
Ở Sài Gòn có bên Võ Sư Lộc nó ăn ác không? Hết nhiêu rồi. 2 tô. 2 tô với 5 ngàn trẻ. Cái này đặc biệt phải bỏ cay mới ngon. Với lại cho một chút xíu chanh nữa. Cái đó là bột lọc. Cho một cái bột lọc. Chả cá đây thì khỏi chê quý vị. Chị ở quận mấy chị? Quận 5. À, em ở bên Tân Phú. Ông này bên Mỹ về nữa. Cổng đi ăn cho biết nè. Đưa Việt Kiều đi ăn nữa. Dạ. Ờ. Đi ăn cho biết. Thế thời gian hết Sài Gòn chứ gì? Có thằng cháu ở đây nè. À. Nó học ở đây nè. À. Có cháu à? Cáo quá trời. Có cháu ở Thổ Địa Nha Trang. Ừ. Xe một tô này. Ừ. Du lịch Nha Trang nhá, nhớ thưởng thức bánh canh cứu đói của ha. Ngày xưa là học sinh ăn là đói cứ ra đây ăn, bắt đầu là đặt. Bây giờ học sinh lại ăn hơn người như vậy. Tại vì giờ là đầy đủ hết rồi. Học sinh bây giờ là giàu. Học sinh bây giờ giàu rồi, ra lại bỏ món này rồi. bây giờ là những người là tìm về tuổi thơ đó cô. Tìm về tuổi thơ á. Tìm về tuổi thơ đi ăn lại bánh canh. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.